Em sẽ review cho các bạn xem nơi quê em hiện tại đang sinh sống nhé. Nào. Một cây cầu treo bà con, thường ngày bằng qua đi làm. Em sẽ quay con mương tràn rất to đẹp, nước chảy xiết thời điểm này là mùa mưa nước dâng cao. Cầu rất chắc chắn, hai bên hông có tấm chắn ok chiến, có dây cáp to, chắc chắn luôn. Quá tuyệt vời, nước chảy rất đẹp mà say đắm lòng người. Thôi em quay về lên trên quay toàn thể luôn. Em vừa quay vừa đi xe rất phức tạp, quay nó hơi rung. Đang đứng trên đê con đập rất to đẹp trong xanh, thơ mộng yêu rừng núi bao la hùng vĩ. Con đường đã thay đổi mới nâng cấp bê tông hóa. Nhìn xa xa cây xanh cao su cà phê đã cho bà con thay đổi diện mới quê hương xanh sạch đẹp. Mùa này bà con trồng lúa nước cảnh đồng xanh rất đẹp, đúng là nông thôn mới. Các cảm thấy hay cho một follow, tim like, một chia sẻ, đăng ký kênh. Chào các bạn nhé, các bạn xem tiếp phần 2. Hẹn gặp lại.